Có một cái phương pháp tức là gội đầu bằng dầu xả. Thì thực ra cái phương pháp này chỉ áp dụng, anh em nhớ nhá, chỉ áp dụng đối với những anh em tóc tẩy và đã nhuộm rất là nhiều rồi, tức là cái tóc nó đang ở trong cái tình trạng nó rất là khô rồi, thì anh em mới gọi như thế thôi. Xét về cái cơ bản ấy, những người mà đã tẩy tóc và đã nhuộm rất là nhiều rồi thì cái da đầu của họ nó sẽ rất là khô, nó rất là khô anh em nhá. Chính vì thế mà cái chất bết ở cái đầu ấy nó cũng rất là ít, chính vì thế mà có thể sử dụng cái phương pháp này cũng như là làm tóc nó đỡ khô đi. Nhưng mà xét về cơ bản thì nó vẫn có một cái gì đấy, nó vẫn sẽ sau khi gội xong nó vẫn sẽ hơi bên bết. Anh thì anh không khuyến khích cái vấn đề này, nếu như mà anh em sợ cái dầu gội đúng không, nó làm cho anh em phai màu rồi là làm cho anh em khô tóc đúng không, hay là nó gãy rụng tóc gì đấy, thì anh em có thể gội bằng chanh mà, hoặc là gội bằng bồ kết mà đấy, có rất là nhiều thứ từ thiên nhiên mình cũng có thể nấu nước lên đấy, có rất là nhiều những cái phương pháp để mình có thể gội bằng những cái đấy, thì nó sẽ thay thế được cho những cái dầu gội sử dụng nhiều hóa chất tẩy rửa bình thường nhá. Đấy, sau đó là anh em vẫn sử dụng dầu xả như bình thường đấy. Thì những bạn mà tóc bình thường ấy, tóc không có vấn đề gì hay là chỉ uốn nhuộm một có 1-2 lần thôi ấy, thì anh em cứ gội đầu bình thường. Và anh khuyến khích cho anh em như thế này, cái lý do để mà gãy rụng nhiều ấy là khi anh em gội đầu nó ngứa đầu, là anh em dùng cái móng anh em gãi mạnh như này là nó cái chân tóc nó yếu là nó cũng sẽ bị bật ra hoặc là nó gãy nó đứt đấy. Chính vì thế mà anh luôn khuyến khích, chỉ có ở Việt Nam mình mới có cái kiểu gội gãi bằng móng nó mạnh như thế này, gãi như kiểu gãi da trâu da bò vậy. Thực ra tất cả các nước trên thế giới người ta chỉ gội bằng cái mu gần móng tay này thôi này, tức là người ta chỉ xoa cho nó sạch thôi đấy, gội đầu như này người ta chỉ xoa bằng cái mu để cho nó sạch thôi đấy, chứ người ta không có gãi. Chính vì thế mà mình gãi mạnh như này là nó rụng chân tóc rất là nhiều, chân tóc yếu là hay bị rụng như kiểu đấy, thì anh em lại cứ đổi cho cái nọ cái kia. Nhưng mà thực ra là mình gãi mạnh như thế là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề rụng tóc nhá, chứ anh em chỉ gội bằng cái thịt này thôi này đấy, mới đầu nó sẽ hơi ngứa một chút nhưng mà dần dần nó sẽ quen. Cái ngứa này của anh em ấy nó là do cái thói quen anh em gãi, nó xước cái da đầu nhẹ ra, sau đó là khi mà những lần sau mà mình không được gãi như thế là mình sẽ khó chịu và mình sẽ rất là ngứa điên lên đấy. Thì mình chỉ cần gãi bằng cái này thôi, mới đầu hơi khó chịu tí nhưng mà dần dần nó quen với cái đấy rồi thì nó sẽ không còn bị ngứa nữa nhé. Đấy, còn về cái phương pháp gội đầu dầu xả chỉ áp dụng cho những anh em tóc tẩy nhuộm yếu thôi.